Dạ, kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú ha. Hôm nay thì mình tiếp tục ghé lại vườn của chị Huy quý cô chú ơi, bonsai cây cảnh Huy Hoàng để xem một cái clip mới với con. Đặc biệt hôm nay là mình giao lưu cây ăn trái nha quý cô chú. Rất là nhiều cây ăn trái để cho mình lựa chọn. Trước mắt quý cô chú là một cái con cốc. Con cốc này là cốc rừng nha quý cô chú, ghép cốc Thái ha. Đây, mặt cắt xuất hết trơn rồi. Này hoàn thiện rồi. Đó. Quý cô chú nào yêu mến cái dòng cốc này thì liên hệ với chị ha. Cây này rất là độc đáo luôn. Thì trong clip hôm nay cũng có nhiều cây khác nữa ha. Rồi con mời quý cô chú gặp lại chị Huy ha. Rồi em chào chị ơi. Dạ em chào anh Khánh. Em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây ạ. À. Hôm nay Bonsai Huy Hoàng nha, em trở lại giao lưu cùng quý cô chú anh chị một số loại cây bonsai ha. Thì bữa nay em giao lưu đa phần là cây ăn trái không nha cô chú anh chị. Dạ. Như là mặn hoàng yến nè, vú sữa, rồi xài tứ quý, kim quýt, me, cốc, ổi. Nói chung là rất là nhiều mặt hàng luôn để cho cô chú anh chị lựa chọn ha. Thì số điện thoại quen thuộc của em là 0939081082. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía cô quý cô chú anh chị ha. Rồi. Dạ rồi, để em giới thiệu mã đầu tiên của ngày hôm nay nghe cô chú anh chị. Đây là một cây khế nhật đó cô chú anh chị. Đây. Cây này là em gấp chua, em ghép với bo khế nhật. Thì cây này là em ghép lâu dữ lắm rồi cô chú anh chị. Nó nên bo nó lớn hết rồi, mình yên tâm đi nghe cô chú anh chị. Rồi cây thì đang cơ bông kết trái luôn, tàn ấm mịn, đang có hoa nhiều lắm cô chú anh chị. Đó, cây này mà nó đậu trái hết trơn, nhiều trái lắm đó cô chú anh chị. Em xin phép đo thông số ạ. Mình chơi cây khế mình ngắm hoa cũng đẹp cô chú. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 56. Hoa khế rất là đẹp. Rồi, cái tán dài nghe cô chú anh chị, tán dài em đo từ đây qua đây là được 70. Cây này mình cho rổ trái, cây nữa là hoành cây hết. Dạ, cái hoành thân cây á cô chú anh chị là được 39. Cái phần đế là được 68. Yeah. Đó, cây dáng nằm, nguyên một cái thân dáng nằm như thế này đây với cô chú anh chị. Đây nè, cái phần đế nó còn nha. Về cô chú anh chị cứ sang chậu cho em đi ha. Thì nó đã thuần chậu lâu dữ lắm nên cô chú anh chị yên tâm trồng ha. Mấy cái bo ghép nè cô chú anh chị tham khảo nè. Bo ghép qua bo mà mấy bo lớn hết trơn luôn. Thì cây đang hoa, đang hoa nè cô chú anh chị. Đây rất là hoa khế ha. Dạ, cái này đậu trái nữa là nhiều trái lắm đó cô chú anh chị. Thì hiện ở trên cây nó cũng có được mấy trái lớn lớn rồi cô chú anh chị. Thì mấy trái này trong quá trình ship á cô chú anh chị nó có thể rụng ha, mong cô chú anh chị thông cảm giùm em nè. Nè đó trái đây nè, ở đây trái nữa. À, rồi khế thì lá nó mỏng lắm nên em ship tầm 3-4 ngày á nó vàng rụng lá là chuyện bình thường hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhận cây cứ trồng cho em đi, em bao sống cho mình ha. Khế là dễ trồng dữ lắm luôn, dễ trái nữa. Thì mã này là mã 1G. Cây khế này em giao lưu với quý cô chú anh chị với giá là 1.800.000. 1.800.000 em bao ship luôn. Cô chú ơi, cây liền lại sạch sẽ lắm cô chú. Đó, từ đây tới top đó cô chú anh chị mua khế ha. Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, cây đẹp liền lạc hết trơn luôn. Rồi 1.800.000 đó chị ha. Ba dạ. Ship toàn quốc luôn, ba bo lớn. Thì khi ship thì em chỉ xin phép rút chậu bó bầu thôi, mong cô chú anh chị thông cảm ha. Cây dạ. Nó thuần hết, về mình sang chậu giúp em là ok hết cô chú anh chị. Không rồi. Có vấn đề gì hết. Dạ, tiếp theo là mã 2G. 2G thì bữa nay em có được một cây cốc nha cô chú anh chị. Thì cái cốc này là cốc gừng, cốc này là cốc gừng. Còn cái này là cốc Thái nè, mà em ghép cũng không biết bao nhiêu năm, nó lâu lắm rồi cô chú anh chị nên mới được như thế này đây ha. Đó, thì cây nó đã thành phẩm liền lạc hết. Rồi cây cốc Thái thì nó đang có bông luôn nè cô chú anh chị. Đó, thì cái giống cốc Thái là ra đặc ngon là cái có bông ha. Thì như cây này thì đang hoa rất là nhiều. Về nhà cô chú anh chị thì bắt đầu nó có trái luôn. Dạ, rồi em cây này sau này cũng bông nhiều lắm. Dạ, cây này thì tương lai là bông nhiều, trái cũng nhiều luôn á cô chú anh chị. Em xin phép đo thông số cho cô chú anh chị rõ ha. Cây có chiều cao lên đây là 72. Cái tàn ngang của cái bon cốc Thái là được 46 nha cô chú anh chị. Chị đo cái cốc ghép này cho rồi, em luôn. Cái cốc ghép luôn. Ở đây nha. Ghép lâu lắm rồi. Cốc ghép là được 12 á cô chú anh chị. 12 ha. Rồi. Rồi em đo cái hoành đường kính của cái gốc cốc nha cô chú anh chị. Dạ đúng rồi, cái đó đi. Đây ngay chỗ này là được 64 nè. Dạ. Rồi. Tới cái chiều dài cái mình nha, cái này là tạm thời em gọi là con thú đi cô chú anh chị, em không biết nó là con gì luôn. Cây này là được 60 á cô chú anh chị. Đó. Cái này giống như phần đuôi á cô chú anh chị. Đây, cái mông nó đây. Nó rất là liền lạc, nguyên một cái củ nạc luôn. Đâu, cô chú anh chị. Chiều cao của cái thân này. Chiều cao của cái thân là được 27 đi cô chú anh chị. Là chỗ cao nhất này. Luôn đi giùm em. Rồi, chỗ cao nhất là được 30. Rồi, 30 chị ha. Dạ. Chỗ cao nhất là 30 đó cô chú ơi. Một cái thân nó nằm dài vậy nè, cuộn đặc luôn ha. Chiều dài đặc đây là đặc. 60 nè. Nó giống đó. Như có cái chân này là giống như con heo vậy. Cái phần này nè về cô chú anh chị cứ sang chậu đi, em nói với cô chú anh chị ha, là ở dưới đây nó còn cũ nhiều lắm. Tại vì em trồng lâu năm ở trong chậu nên em biết ha. Thì cốc gừng thì nó sẽ sinh củ rễ ở dưới đây nè, nhiều lắm, về mình trồng khai thác thêm với cô chú anh chị.
Này, cái này về sang chậu đẹp là rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Rồi đây, cái phần mặt cắt của cây là nó đang kéo rất là mạnh luôn, còn có một chút xíu nữa là liền hết rồi nha cô chú anh chị. Dạ. Đó. Đây còn phần này nè cô chú, còn như là nó kéo bít già mới hết trơn rồi nữa ha. Dạ. Đó, là cây liền là thành phẩm, không có còn lỗ mục gì hết. Rồi mã này mã 2G nha cô chú anh chị, cây này em giao lưu với mình với giá 7.500.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Khi ship thì em xin phép rút chậu bó bầu thôi cô chú anh chị, về sang vô chậu đẹp đẹp giúp em ha. Đó. Em đo đường kính chậu đi cô chú anh chị. Đấy. Rồi đường kính chậu là cây hiện nằm trong chậu có đường kính là 65 chiều dài với cô chú chị, chiều ngang là được 45 ha. Đây. Là 45. Rồi về mua 70 50 đi cô chú anh chị. Cái này vô chậu đẹp là hết sảy luôn cô chú ơi, nhìn chân khác biệt luôn á. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị, đang cháy luôn. Dạ. Rồi. Rồi em sang cây luôn nha cô chú anh chị, cái nào không gõ cứ liên hệ số điện thoại của em ha để em cung cấp hình ảnh thêm cho cô chú anh chị. Và tiếp theo là mã 3G. 3G em có một cây ổi tàu nha cô chú anh chị, cây ổi tàu dáng lông. Cây này đó là cô chú anh chị biết không, nó rất là liền lạc luôn, dáng nó đẹp lắm cô chú anh chị. Uống lượng nhiều nhịp dữ lắm ha. Rồi xin phép đo thông số cùng cô chú anh chị ha. Cây có chiều cao lên đây là được 76 nè, một cây ổi tàu ha. Cây này là em đệm nhiều nước dây rồi nghe cô chú anh chị. Đó. Phơm tàn ấm mịn dữ lắm luôn, đường thăng lắc lượng. Để em đo cái hoành thăng đó cô chú anh chị. Hoành thăng ngay chỗ này là được 21. Rồi cái phần đế em đo tới đây thôi cô chú anh chị là được 38 ha. Đây, cây già nè cô chú anh chị tham khảo nè, thân nó nu 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 xù rất là nhiều luôn nè. Đường thân nó co lắc nhiều nhịp ha. Thì cây này cái thân nó có thể nhỏ cô chú anh chị nhưng mà đường thân rất là duyên luôn đó cô chú anh chị ha. Đó, cái phần đế nó cũng có luôn, cây thì bao già với mình. Dây thì em đệm rất là nhiều nước. Cái lần đệm dây này về cô chú anh chị thấy khuyết có thể tháo ra ha. Hỏi tàu rất là dễ trồng nha cô chú anh chị, dễ lấy trái nữa, cắt đọt giùm em ha. Thì mã này là mã 3G, cây ổi này hôm nay em giao lưu với mình với giá 3.900.000 nha cô chú anh chị. Đó, 3.900 em bao ship cho mình luôn. Đó, ship toàn quốc ha. Đó, ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Khi ship thì em xin được phép rút chậu bó bầu thôi. Cây nó liền lạc hết trơn rồi cô chú anh chị, không có bị lỗi lầm chỗ nào hết luôn. Đây nè. Đó, không có vấn đề gì hết nha cô chú anh chị. Ổi tàu già. Cây già dữ lắm luôn cô chú anh chị. Rồi, 3.900.000. Rồi đổi luôn giúp em ha, hôm nay đặc biệt cây ăn trái không vui chú ha, nhiều cây ăn trái cho mình. Dạ rồi em xin phép qua cây luôn nha cô chú anh chị. Đó thì em qua mã 4G. 4G em có một cây xoài tứ quý nha cô chú anh chị. Mấy cây xài này em xử lý hết rồi cô chú anh chị yên tâm mà trồng nha. Từ đây tới Tết là nó ra bông cho mình hết ha. Đó thì có bông có trái nha. Xài tứ quý là giá trị là nghe cô chú anh chị. Tại vì mình lên chậu bonsai thì nó dễ cho trái hơn những cái giống khác ha. Cây có chiều cao lên đây là được 61 và có tán dài của cô chú anh chị là được 86 của cô chú anh chị. Đây nè em đo cái tán ngang luôn, cái tán ngang là được 80. Cây dáng thú của cô chú anh chị. Đó cái hoành thân em đo ngay chỗ này là 26 nè. Rồi em kéo qua đây tổng hoành đế là 46 ha. Chiều dài là được 22 với cô chú anh chị. Đó. Cây này là cây ghiên em không có ghép gì hết đó cô chú anh chị. Cây có điểm mấy nước dây rồi cô chú anh chị ạ. À. Đây, mã này là mã 4G ha. Thì cây xài tứ quý này em giao lưu với mình với giá là 2.200.000 đi cô chú anh chị, 2.200.000. Đó em bao ship cho mình, em chỉ xin phép rút chậu bó bầu thôi. Cây em ship tới nhà cô chú anh chị được quyền kiểm tra hàng rồi thanh toán nha cô chú anh chị. Dạ, 2.200.000. 2.200.000 một gốc xài rất là đẹp, xài tứ quý ghim đó cô chú anh chị. Này. Rồi. Về là cho trái là nó giá trị hơn nhiều nghe cô chú anh chị. Dạ rồi, tiếp tục luôn. Rồi mã 5G của cô chú anh chị thì còn một cây vú sữa nè cô chú anh chị, vú sữa lò gèn luôn. Cây nó thuần chậu lâu dữ lắm luôn rồi. Tàn bữa nay ấm mịn nhiều á cô chú anh chị, đang ra lọc non nè. Đó, vú sữa lò gèn. Cây này là rễ nó dính như bánh bò ha, nên cô chú anh chị yên tâm trồng nha cô chú anh chị, đang ra lọc non nè. Đó. Cây mà rễ phát triển khỏe mạnh mới ra lọc nhiều nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 51 và có tán dài được 60. Cây dáng trực không có bị lỗi lầm chỗ nào hết. Hoành thân là được 24. Mã 5G cây vú sữa này em giao lưu với mình giá 1 triệu nha cô chú anh chị. 1 triệu bao ship cho cô chú anh chị luôn. Đó. Dạ, 1 triệu. 1 triệu bao ship luôn. Cây thuần chậu lâu năm nên cô chú anh chị yên tâm trồng đi. Bán cây bao sống cho mình nữa nha cô chú anh chị. Cây dáng trực dễ thương lắm cô chú ơi. Dạ. Này cho trái cái nó treo 1 triệu đồng. Thôi. Rồi. Đổi giúp em luôn ha. Rồi tiếp theo mã 6G của cô chú anh chị. Đây mặn hoàng yến nha cô chú anh chị, thì vườn em lúc nào cũng có mặn hoàng yến hết. Từ cây lớn đến cây nhỏ nên cô chú anh chị nào mà cần mặn hoàng yến hay những cây ăn trái khác cứ liên hệ số điện thoại của em ha. Thì mã này là mã 6G, gốc là ăn phước nha cô chú anh chị. Thì em ghép bo hoàng yến cho mình, ghép lâu lắm luôn. Là mặn hoàng yến là dễ cháy lắm luôn nè. Cây này là ghép lâu rồi nè, tàn ấm mịn nhiều. Rồi em đo thông số nha cô chú anh chị.
cây có chiều cao lên đây là được 47 và có tổng tán dài là được 51 đó cô chú anh chị. Đó, cây này dáng đẹp đó cô chú anh chị, nó có một cái nhánh tử bên đây nè, em đo tổng cái hoành thân ngay chỗ này nha, hoành thân ngay chỗ này là được 30 á, nó còn đế á cô chú anh chị. Mấy cây này đế nó tự nhiên mà nó đều hết trơn, mặt nào cũng có đế giống như đế sắp như cô chú anh chị, tàn ấm mịn ha. Thì mặn hoàng yến nó ra lọc rồi cô chú anh chị, lá nó dài dài khằng khằng ha, bắt đầu mình cắt nước đi rồi bắt đầu nó tự cho bông kết trái à. Mã này mã 6G, cây mặn hoàng yến này em giao lưu với mình với giá là 1.500.000, 1.500.000 em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Nó ghép nhiều bo dữ lắm mà mấy mắt ghép lớn hết rồi. Dạ, 1.500.000. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em luôn ha. Dạ, đây. Tiếp theo là mã 7G của cô chú anh chị, một cây mặn hoàng yến luôn. Đó. Thì cũng là An Phước em ghép với hoàng yến hết. Đó thì bữa nay em được 3 cây, cô chú anh chị ưng cây nào cứ liên hệ số điện thoại của em ha để em đo thông số cây 7G. Cây có chiều cao lên đây là được 59. Và có tán dài của cô chú anh chị là được 62 ha. Này mặn hoàng yến cái gốc này to của cô chú anh chị. Cái phần thân ở đây là được 30 của cô chú anh chị. Đế nè, cô chú anh chị tham khảo đế ha. Đế lớn á, cây nào dáng cũng đẹp hết trơn cô chú anh chị, không có bị lỗi lầm chỗ nào hết. Nó ghép lâu á tàn ấm mịn. Rồi cây này đụng cành cái nó bị cãi á cô chú anh chị. Này, rồi mã này mã 7G ha. Thì cây mặn hoàng yến này em giao lưu với mình với giá 1.600.000 cô chú anh chị. 1.600.000 ha. 1.600.000 bao ship cho mình. Mua từ 2 gốc trở lên em bớt tiền cho mình nha cô chú anh chị. Yeah. Mấy cây này là em bao trái với cô chú anh chị luôn á, về nhà cô chú anh chị thời gian là có trái hết trơn luôn. Mặn hoàng yến rất là dễ trái nên mình yên tâm mà trồng nha cô chú anh chị. Tết ha, trái đỏ đỏ nó rất là đẹp luôn, mình ăn vô nó có vị chua chua cô chú anh chị. Này. Yeah. Rồi tiếp theo là mã 8G cô chú anh chị. Bữa nay được 3 cây mặn hoàng yến ha. Ba cây này sao dáng nó giống giống không mà cô chú anh chị, chỉ có lớn nhỏ thôi à. Đó. Rồi em xin phép đo thông số cây mã 8G luôn. Rồi cây có chiều cao lên đây là được 53 cô chú anh chị. Cái tán dài em đo từ đây qua đây nha là được 54. Cây này chơi được hai loại hả chị ha. Đây là An Phước. Gốc kia đó cô chú. Dạ. Còn bên đây là Hoàng Yến. Rồi cái hoàng thân em đo ngay chỗ eo là được 29 nè cô chú anh chị. Cây này đế đẹp lắm cô chú anh chị à. Cây đế đẹp ha. Đó. Đế xè đều hết. Cây nào cũng có đế hết trơn á. Cái lá bự bự này là An Phước đó cô chú anh chị, còn lá tròn tròn và dài này là hoàng yến ha. Khi mà nó ra trái là khả năng là nó ra hai loại luôn đó cô chú anh chị, vừa An Phước vừa hoàng yến nha. Thì mã này là mã 8G, cây mặn này em giao lưu với mình với giá là 1.600.000. 1.600.000 bao ship. Khi ship thì em xin được phép rút chậu bó bầu á. Cây nó thuần lâu lắm nên cô chú anh chị yên tâm trồng đi ạ. Nó ghép bo cũng lâu luôn rồi ạ. Này. Rồi. Dạ rồi, tiếp theo là em lên mã 9G. 9G em có seri với cô chú anh chị. Seri miền Tây nha cô chú anh chị. Đó. Rồi để em xoay vòng rồi em đo thông số cho cô chú anh chị rõ ha. Cây này bữa nay đang ra lọc mà sống khỏe mạnh rất bình nghe cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 44. Và có cái tán dài em đo từ đây qua đây là được 56 ha. Thì những cây seri này là thùng chậu hết. Này, dạ cái hoành thân ở đây là được 21, 3 thân đó cô chú anh chị. Này, cốt cây này già lắm đó cô chú anh chị, cốt lớn hết trơn à. Rồi mã 9G của cô chú anh chị. Seri này 850.000 em bao ship cho mình. 850.000. Đó. Giá là em bao ship cho mình luôn. Mấy cây này gốc già, cái thân cái tai cành này nó già dữ lắm rồi em đệm nhiều nước dây của cô chú anh chị. Nó tự ra bông kết trái mình không cần xử lý gì đâu ạ. Dạ. Đó. Rồi. Dạ rồi, tiếp theo là mã 10G cô chú anh chị thì cũng được một cây seri nữa. Thì cây này cũng giá 850.000 luôn. Mua hai cây em bớt cho mình 100.000. Đó. Mấy cây này tiền ship cũng nhiều lắm đó cô chú anh chị, trồng lâu lắm mới được một cây như thế này hay ha. Tay cành em nuôi lâu rồi em điểm nhiều nước dây cho mình rồi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 42. Dạ có tổng tán dài là được 62 á cô chú anh chị. Này, cái hoành thân ở đây là được gần 11, em tính 10 thôi. Ở nhà cô chú anh chị nào mà chưa có cây seri mua seri ủng hộ em ha. Nói seri dễ trồng lắm, mình trồng một thời gian nó già cành già đọt ha là tự cho bông kết trái à. Rồi 850.000 luôn nha cô chú anh chị, mã 10G ha. Dạ. Cây này về sang chậu khác đẹp lắm đó cô chú anh chị, tàn ấm mịn dữ lắm luôn. Chỉ cần nuôi lớn hết trơn nha cô chú, chỉ cần già. Già. Chứ không phải già, là mới bản ha. Già. Rồi 850.000 luôn. Để nó bò lần mà chạy vòng vòng theo cái thân. Rồi đổ luôn chị ha. Dạ tiếp theo là mã 11G của cô chú anh chị, một cây kim quýt green đó cô chú anh chị. Đó cây này là cây green ha, nuôi tàn ấm mịn dữ lắm luôn, cây này đang trái rồi cô chú anh chị, nó đang có trái. Đây nè. Trái nó là màu xanh đây nè, nó còn sống á, nó chín là nó sẽ có màu đỏ mình ăn được á cô chú anh chị. Để em đo thông số cây kim quýt này á, cây có chiều cao lên đây là được 40. Dạ có tổng tán dài của cô chú anh chị
là được 55 ha. Cây này chi trình sạch sẽ không thối. Cây này là cây ghim. Rồi quanh thân là 12 cô chú anh chị. Cây này là đang có trái nhiều lắm đó cô chú anh chị, thường chậu lâu nữa nè. Cái gọng nó cũng đẹp nữa, có nhánh tử ở đây nè, cốt cành lớn rồi cô chú anh chị. Mấy kim quýt này chứ già lắm á, mà có 20 năm á. Mã 11G cô chú anh chị, cây kim quýt này em giao lưu với mình với giá 1.3 triệu nha cô chú anh chị. 1.3 triệu bao ship. Thì chậu xi măng thì em xin được phép rút chậu bó bầu ha. Thì về cô chú anh chị cứ sang chậu giúp em đi. Rồi mình tưới nước ha. Cây kim quýt thì tự cho bông tách trái. Thì cây này nó đang cho trái luôn rồi, nên cô chú anh chị yên tâm trồng ha. Đó, nó đang có bông rồi nè cô chú anh chị. Hoa nó thơm lắm chú. Hoa thơm. Rồi 1.3 triệu nghe cô chú anh chị. Rồi. Dạ tiếp theo mã 12G. 12G em có một cây Sigo. Cây Sigo này thì nó cũng đang cho trái rồi cô chú anh chị. Để em đo thông số rồi em chỉ trái cho mình rõ ha. Này. Cây có chiều cao lên đây với cô chú anh chị là được 46. Và có cái tán dài của cô chú anh chị là được 52 ạ. 52, cây này em sang chậu luôn rồi, về cô chú anh chị để gì chăm nước thôi ạ. Hoành thân là được 24 á cô chú anh chị. Này. Rồi hoành đế là được 45 ha. Cái này là tàn ấm mịn hết trơn rồi. Em bẻ nhiều tai cành á. Đây nó có trái nhỏ nhỏ ở đâu đây nè cô chú anh chị, đây nè. Đó, nó có cái trái nhỏ nè. Cái trái này về nhà nó đậu nha, nó đậu trái siro ha. Rồi mã này mã 12G nha cô chú anh chị, cây siro này giá 1.5 triệu. 1.5 triệu bao ship. Ship chậu luôn, cô chú anh chị nào không lấy chậu bất tiền lại cho mình. Cây tàn nè, em nghiêng nè. Cô chú anh chị tham khảo ha. Đó, cái dàn tàn ấm mịn như thế đây nè. Cốt cạnh là nó lớn luôn đó cô chú anh chị. Đặc biệt là nó thuần chậu rồi. Đó. Dạ, rồi 1.5 triệu thôi nha cô chú anh chị, đang ra lọc non khỏe mạnh bình thường. Rồi tiếp theo là mã 13G. 13G cây ổi tàu nữa nha cô chú anh chị. Thì cây này là cây nhỏ đang trái luôn. Ổi tàu ha, dáng sữa thân, đường thân rất là lắc lượng luôn nè cô chú anh chị. Đó, cây này đang có trái trên cây nhiều lắm nè. Đó, có mấy trái rồi cô chú anh chị, trái này là vài bữa nữa mình ăn được rồi đó. Nó có mùi thơm, có vị chua. Cây có chiều cao đây được 42. Và có tán dài của cô chú anh chị là được 64 ha. Rồi để em đo cái hoành thân cho cô chú anh chị rõ. Dạ hoành thân em đo ngay chỗ này nghe cô chú anh chị. Đó, đo ngay cái eo ở đây đi cô chú anh chị, được 15 ha. Đo ngay cái eo thôi. Rồi cái sát ở dưới đây nè cô chú anh chị là được 24 ha. Đó. Con ấy heo là 15 nha, sát dưới đây được 24. Nó cây nở cũ á nữa. Nó đường thân lắc lượng, không có bị chấp da, không bị gì hết. Rồi mã này mã 13G. Cái ổi này giao lưu với mình giá 1.2 triệu. 1.2 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Cốt cành lớn đệm nhiều lần dây lắm rồi. Tàn ấm mịn, đặc biệt đang trái luôn. Thần chậu nên cô chú anh chị yên tâm trồng ha. Nè em dở dở lên cho cô chú anh chị xem nè, ổi nó thuần như thế này nè. Đó. Dạ. Yeah, nên mình trồng không có vấn đề gì đâu nghe cô chú anh chị. Nó thuần chậu rồi ạ. Dạ. Yeah. Rồi 1.2 triệu thôi nghe cô chú anh chị. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Dạ tiếp theo là mã 14G. 14G có một cây me nữa nghe cô chú anh chị, me chua. Thì bữa nay em lên cây ăn trái không à. Nên cô chú anh chị nào mà muốn chơi cây bonsai ăn trái thì vô clip em coi mua ủng hộ em cảm ơn rất nhiều nghe cô chú anh chị. Này. Cây có chiều cao lên đây là được 46. Và có tán dài của cô chú anh chị là được 64 ha. Đó, mấy cây me này cái gọng nó cũng duyên lắm đó cô chú anh chị. Hoành thân là được 23 ạ. 23 cây có củ ạ. Đây em đo cái củ ha. Cái củ là được khoảng 39 đó cô chú anh chị. Dạ. 39. Đó cây nè. Cô chú anh chị nhìn cái dàn cốt cành đó, đường thân rất lượng như thế này đây ha. Nuôi già lâu năm lắm nè, tàn nè, nó ấm mịn như thế luôn đó cô chú anh chị. Đây dạ rồi, mã 14G ha. Thì cây me chua này em giao lưu với mình với giá là 1.2 triệu nghe cô chú anh chị. 1.2 triệu bao ship. Thì chậu thì em chỉ rút chậu thôi nghe cô chú anh chị. Nó ship hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Cây thuần chậu. Cô chú anh chị chậm thời gian cây sẽ cho bông kết trái ha. Đó, trái me này là me chua. Này. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Dạ rồi, em sang cây luôn. Em sang mã 15G có một cây me chua luôn nha cô chú anh chị. Đó, thì bữa nay một mặt hàng thì lên tầm 2-3 cây để cho cô chú anh chị dễ lựa chọn ha. Thì cây này có thể gọi là dán bay đi. Tàn là ấm mịn khỏi chơi rồi nè ha. Mấy cây me này là già cành dữ lắm luôn rồi cô chú anh chị ha. Nuôi lâu lắm rồi. Đó, cây này là bao già với mình luôn. Rồi em đo thông số đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 45. Rồi cái tán dài đi cô chú anh chị. Đo từ đây qua đây là được 74 ha. Em xây qua đây em đo cái hoành thân cho nó dễ cô chú anh chị. Rồi em đo nguyên một cái cục ở đây đi cô chú anh chị. Cái cục ở đây là được 35 nè. Cái thân này tầm 20 của cô chú anh chị. Nó cây me này nè. Đó cô chú anh chị tham khảo cái cốt nó lớn như thế này luôn á. Yeah. Đây liền lạc không có bị lỗi lầm gì hết. Mã 15G.
cây me này em giao lưu với mình với giá 1,3 triệu cô chú anh chị. 1,3 triệu bao ship, mua 2 cây em bớt tiền cho cô chú anh chị ha. Me chua về sang chậu nha cô chú anh chị, mình sưu tầm cho vườn mình có nhiều loại cây bonsai ăn trái ha. Mà khi mà nó có trái nữa thì rất là thích nha cô chú anh chị. Đây. Rồi, 1,3 triệu. Rồi tiếp theo mã 16 rồi cô chú anh chị. Còn cây ổi tàu nè, cây này thì tàn là khỏi chơi cô chú anh chị. Đó, có cái thân là nó nhỏ thôi. Rồi em đo thông số cho cô chú anh chị rõ ha. Cây có chiều cao đây là 29 và có tán dại cô chú anh chị là được 60 nè. Cái hoành thân đó cô chú anh chị, hoành thân là ngay mồi luôn cô chú anh chị. Đường thân nè, lắc lượng nè. Mấy cây ổi tàu ha. Đó. Ổi tàu rồi mà đang trái luôn nè cô chú anh chị. Nó có bông mà nè, đậu trái nè. Hôm nay cũng vậy nè. Mã này mã 16 rồi ha. Cây ổi này giao lưu mình 600 nha cô chú anh chị. 600 bao ship cho cô chú anh chị ha. Một cây ổi. Đó cô chú anh chị nào cần mua ổi, sưu tầm ổi thì đây, mua mấy cây nhỏ nhỏ này cũng được. Rồi 16 rồi 600.000. Dạ rồi. Tiếp chị ơi. Dạ rồi em sang cây luôn nha cô chú anh chị. Mã 17 rồi, cây khế nữa. Thì cũng là khế chua ghép với khế nhật. Nghe cô chú anh chị, cây này dáng thú ha. Để em đo thông số đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 44. Dạ có tán dại cô chú anh chị là được 47 ha. Cây này dáng thú nè. Dạ hoành thân là được 28 đó cô chú anh chị. Hoành đế là được 54. Rồi. Rồi cây này có bị chấp da ngay chỗ này nghe cô chú anh chị. Đó, dạ. Chấp da nhẹ ngay chỗ này. Cô chú anh chị nào mà chốt cây này thì về xử lý tha keo vô giúp em ha, hay là để nữa em tha keo vô cho cũng được. Em ghép 4 bo rồi, ấm mịn hết trơn luôn. Về chỉ cần sang chậu thôi, rồi cây nó đang ra lọc non nè. Nó ra lọc rồi bắt đầu nó có trái nha cô chú anh chị. Mã 17G, cây khế này 700 nha cô chú anh chị. 700 em bao ship. Mua cây khế với cây gì nữa em bớt cho mình 100.000 nữa nha cô chú anh chị. Đó thì cây khế này gì nó chấp ra ngay chỗ này nên em bán giá 700. Chứ cái gốc rất là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Chấp ra nhẹ có chút xí à. Nó tặng ngón tay em nửa ngón nha cô chú anh chị. Dạ. Đây rồi 700.000. Rồi tiếp chị ơi. Dạ tiếp theo là mã 18G cô chú anh chị. Đây em có một cây triều xuân với cô chú anh chị. Triều xuân chị ha. Dạ cái hoa. Hoa là nó có khả năng là dụ ong bóm á. Khi mà nó có hoa, ông bóm tự nhiên bay lại rất là nhiều luôn á. Cô chú anh chị nào mà không biết cây triều xuân á thì cứ lên mạng ha, tìm hiểu thêm giùm em. Thì nó có hoa. Mình trồng một cái cây mà ông bóm bay nó lợi nhiều cũng thích lắm đó cô chú anh chị. Tại vì nó có mùi hương á. Cây có chiều cao lên đây là được 42. Có cái tán dài được 32. Cây khỏe mạnh thường chậu đang ra lọc nha cô chú anh chị. Cái này là hàng gần khai thác ha. Nguyên một cái củ luôn. Nguyên một cái củ ở đây được 30 đó cô chú anh chị. Yeah, đây nè, cốt cành không có dây nhợ gì hết nha cô chú anh chị. Cây triều xuân mã 18G, 500.000 bao ship, ship chậu cho cô chú anh chị ha. Đó cây này về cô chú anh chị sang chậu thôi, em để trên bàn chơi ha. Đó cây rất là đẹp luôn, già lắm rồi cô chú anh chị. 500 thôi à, em bao ship cho mình luôn. Dạ, rồi. Còn gì nữa không chị? Dạ hết rồi anh. Thì đây là mã cuối clip của Bonsai Huy Hoàng em hôm nay với cô chú anh chị. Em chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra xem clip nhà em ha. Rồi mua cây ủng hộ em nữa, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lập Tỉnh miền Tây trong clip sắp tới. Cô chú anh chị xem kênh nhấn nút đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất hết cô chú anh chị. Em xin chào tạm biệt ạ. Dạ rồi, con cũng kính chào quý chú luôn ha. Rất cảm ơn quý chú đã luôn đồng hành ủng hộ kênh cũng như ủng hộ anh em nhà vườn. Hẹn gặp lại quý chú những clip giao lưu tiếp theo.